Nắng nóng, điện áp quá tải không ổn định ảnh hưởng tới thiết bị điện và chất lượng cuộc sống gia đình bạn. Đừng lo, này đã có máy tự động ổn áp Euro Standard. Sử dụng 100% dây đồng, công suất máy vượt trội, phản ứng tức thì khi có sự thay đổi điện áp đầu vào. Thiết kế tinh tế với áp 3 đảo chiều giữa điện trực tiếp và điện qua ổn áp, bảo vệ quá dòng và quá áp qua hai tầng áp. Máy tự động ổn áp Euro Standard, ổn định điện áp, bảo vệ thiết bị cho gia đình bạn. Sản phẩm được bảo hành 4 năm, đổi mới trong năm đầu sử dụng. Máy tự động ổn áp Euro Standard, thương hiệu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới miền Bắc. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 26 tháng 6 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tiki được định giá hơn 600 triệu đô la Mỹ mới phát hành 1.000 tỷ trái phiếu. Trung Quốc xây tòa chung cư 10 tầng chỉ trong gần một ngày. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin vay cứu trợ 800 tỷ đồng. Việt Nam sắp gia công vaccine Nga. Doanh nghiệp Trung Quốc làm chủ cuộc chơi mới tại Euro 2020. Tầm nhìn của Microsoft đối với Windows 11 trái ngược hoàn toàn với sự hạn hẹp của Apple. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Tiki được định giá hơn 600 triệu đô la Mỹ mới phát hành 1.000 tỷ trái phiếu. Công ty cổ phần Tiki, đơn vị vận hành trang thương mại điện tử Tiki, đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Ngày thực hiện phát hành là ngày 16 tháng 3 năm 2021, trái phiếu đáo hạn sau 2 năm. Lãi suất coupon 13% trên năm là mức cận trên của đa số các đợt phát hành hiện nay. Trái phiếu được trả theo lãi định kỳ 1 tháng một lần. Phần lớn lượng trái phiếu trong 1.000 tỷ đồng trái phiếu của Tiki này được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân trong nước 924 tỷ đồng. Còn nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước ngoài thì mua phần còn lại là 76 tỷ đồng. Trái phiếu được đảm bảo bằng 2.156.465 cổ phần Tiki theo chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế ban hành ngày 26 tháng 2, 2021. Thì giá trị một cổ phần của Tiki là 665.245 đồng. Kể từ ngày ban hành chứng thư thẩm định giá này cho đến ngày phát hành trái phiếu, thì Công ty Cổ phần Tiki đã phát hành thêm 2.156.465 cổ phần, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành của Tiki lên con số 22.987.633 cổ phiếu. Giá cổ phần được điều chỉnh tương ứng là 602.838,5 đồng. Theo đó, thì giá trị tài sản đảm bảo được xác định là 1.300 tỷ đồng, định giá Công ty Cổ phần Tiki ở mức 13.858 tỷ đồng, tương đương ở mức hơn 600 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên thì cũng xin được lưu ý rằng Tiki đã phát hành rất nhiều loại cổ phần khác nhau, bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại. Nên là các ước tính dựa trên việc nhân số lượng cổ phiếu với mức định giá thì cũng chỉ mang tính chất tương đối. Trung Quốc xây tòa chung cư 10 tầng chỉ trong gần một ngày. Theo giới truyền thông Trung Quốc, quốc gia này tiếp tục lập nên những kỷ lục mới khi mà tập đoàn xây dựng Broad đã hoàn thành một tòa nhà 10 tầng chỉ trong vòng gần một ngày ở thành phố Changsha. Trên thực tế, tổng thời gian chính xác của dự án là 28 tiếng 45 phút. Cách thức thực hiện là các nhà xây dựng đã thực hiện việc lắp các module tầng lại với nhau nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Đội ngũ xây dựng đã tiến hành thi công nhiều tầng của tòa nhà riêng biệt rồi sau đó mới lắp ghép chúng lại với nhau, từ đó đẩy nhanh được tiến độ xây dựng. Tập đoàn Broad Group quảng bá trên website chính thức của họ về kỹ thuật xây dựng nhà như sau: chất lượng tiêu chuẩn, chi phí thấp và thi công dễ dàng. Trên thực tế thì kỹ thuật xây nhà như vậy đã được phát triển từ lâu và được ứng dụng tại một số dự án ở Trung Quốc khi mà đội ngũ phát triển tiến hành thi công những bộ phận khác nhau của tòa nhà rồi sau đó mới đem lắp ghép chúng lại. Những tầng khác nhau này được xây dựng trước tại các nhà máy của Broad Group rồi sau đó được vận chuyển đến công trường bằng xe chở container. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin vay cứu trợ 800 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 6 2021, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR thông tin. Đơn vị kiến nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xin vay 800 tỷ đồng không tính lãi để duy trì hoạt động, đồng thời đề nghị có chính sách hỗ trợ cho 13.000 lao động đang bị mất và thiếu việc làm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Khi thị trường phục hồi, có dòng tiền thì VNR sẽ hoàn trả lại. Cụ thể, đại diện của VNR cho hay, trong 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, VNR đã lỗ hơn 2.200 tỷ đồng. Trong đó có 800 tỷ đồng là mức tối thiểu để cho tổng công ty duy trì hoạt động cầm cự. Đồng thời, VNR cũng kiến nghị được giảm chi phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư cho năm 2021 và các năm tiếp theo, miễn, giảm, giãn thời gian thu tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt cho năm 2021. Ngoài ra, thì đơn vị này cũng kiến nghị được ưu tiên tiêm phòng vaccine cho trên 6.000 lao động tuyến đầu vì có nguy cơ cao lây nhiễm. Việt Nam sắp gia công vaccine Nga. Trả lời cho câu hỏi về kế hoạch gia công vaccine COVID-19 của Nga tại Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Hằng cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã trao đổi với công ty JSC General của Nga, hãng sản xuất vaccine Sputnik V, để có được vaccine sớm nhất phục vụ cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân.
Dẫn thông tin từ Bộ Y tế, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian qua, công ty Vabiotech đã đàm phán và sẽ sớm ký kết thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về việc đóng ống vaccine phòng COVID-19 Sputnik V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều trên tháng, dự kiến bắt đầu vào tháng 7, 2021, tiến tới là sẽ chuyển giao công nghệ vaccine với quy mô khoảng 100 triệu liều trên năm. Ngoài ra, thì các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tích cực trao đổi với cơ quan chức năng của Mỹ cũng như cơ chế COVAX Facility để sớm tiếp nhận vaccine. Doanh nghiệp Trung Quốc làm chủ cuộc chơi mới tại Euro 2020. Các chuyên gia nhận định, giới doanh nghiệp Trung Quốc đang chi tiền tài trợ Euro để tiếp cận thị trường nước ngoài, đồng thời xây dựng uy tín toàn cầu để thu hút được người tiêu dùng tại quê nhà. Đi tiên phong chính là công ty sản xuất thiết bị gia dụng Hisense. Năm 2016, Hisense chính thức trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên trở thành nhà tài trợ cho UEFA Euro. Để thu hút được sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ môn túc cầu, một nhà tài trợ Trung Quốc khác của Euro 2020, một công ty điện sản xuất thông minh có tên là Vivo, cho biết hãng chính thức có mặt tại 6 quốc gia châu Âu vào tháng 10/2020 và sở hữu hơn 400 triệu người dùng tại hơn 50 quốc gia. Hay là ứng dụng thanh toán Alipay của Alibaba và ứng dụng giải trí TikTok thuộc sở hữu của ByteDance cũng nằm trong số các công ty Trung Quốc khác trả tiền để chạy bảng tên dọc sân vận động vào tháng 6 và tháng 7 năm 2021. Năm 2018, Alipay đã ký kết hợp đồng tài trợ kéo dài 8 năm với UEFA, trong đó bao gồm hai giải đấu là Euro 2020 và Euro 2024. Thỏa thuận này trị giá khoảng 200 triệu euro, tức là tương đương 238,5 triệu đô la Mỹ, theo nguồn tin của Financial Times cho hay. Không tài trợ cho Euro 2020, nhưng một công ty khác của Trung Quốc cũng đang hái bộ tiền từ giải đấu. IQE, nền tảng phát trực tuyến của Baidu, đã mua lại bản quyền phát trực tiếp Euro 2020. Tầm nhìn của Microsoft đối với Windows 11 trái ngược hoàn toàn với sự hạn hẹp của Apple. Vào cuối buổi ra mắt Windows 11 đầy thú vị và bất ngờ, CEO của Microsoft là Satya Nadella đã xuất hiện trên sóng trực tiếp và có một bài phát biểu kết thúc. Ông đã đưa ra tầm nhìn của mình đối với Windows 11 với phát biểu là một nền tảng dành cho những người tạo nên nền tảng. Tầm nhìn của Microsoft đối với Windows 11 đã phản ánh ngược lại với Apple. Bài phát biểu kết thúc của Satya Nadella xoay quanh việc Microsoft sẽ xây dựng Windows trở thành một nền tảng mở và tốt hơn cho các nhà phát triển, sáng tạo so với macOS hay đặc biệt là hơn cả iOS. Ông nhấn mạnh rằng máy tính cá nhân cần cho người dùng khả năng kiểm soát nhiều hơn thay vì là việc cho các công ty kiểm soát người dùng. Microsoft đã biến kho ứng dụng của Windows trở thành một nền tảng mở hơn, cho phép các nhà phát triển đưa ứng dụng Android lên. Điều quan trọng hơn cả đó là Microsoft sẽ không thu phí và cho các nhà phát triển ứng dụng giữ toàn bộ doanh thu. Bên cạnh đó thì hãng này cũng cho phép các nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán riêng nếu như muốn. Tất cả điều này đều trái ngược hoàn toàn với Apple, không chỉ thu phí mà lại còn kiểm soát mọi thứ. CEO Satya Nadella của Microsoft nói rằng một nền tảng chỉ có thể phục vụ tốt nếu như các quy tắc của nó cho phép sự đổi mới và sáng tạo. Đây là một câu nói mà rõ ràng đang ám chỉ về phía Apple trong lúc mà cuộc chiến giữa Epic và Apple đang ngày càng trở nên căng thẳng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.